Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, lượng thịt bò châu Âu được nhập vào Việt Nam tăng hơn 15% so với con số nhập về cả năm 2015. Không chỉ thịt bò Úc, mà các loại thịt từ châu Âu, Nhật Bản và Indonesia được dự báo cũng sẽ tràn vào thị trường nước ta. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, thì việc nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi vào Việt Nam là việc hoàn toàn bình thường, phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra sức ép không nhỏ đến ngành chăn nuôi trong nước. Tính đến hết năm 2016, lượng thịt gà nhập khẩu vào Việt Nam khoảng 30-40.000 tấn, thịt lợn khoảng hơn 100.000 tấn, thịt bò khoảng 90.000 tấn. So với tổng sản lượng thịt của Việt Nam sản xuất ra là 6-7 triệu tấn, thì lượng sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu chưa phải là quá lớn, nhưng dự báo sẽ tạo nhiều áp lực đối với chăn nuôi trong nước. Bây giờ cũng xác định là bây giờ hạn chế nhập khẩu thì theo tôi cũng không hạn chế được. Khi mà có thị trường, nó có nhu cầu thì có nhập khẩu. Bởi vì đấy là những sản phẩm bình thường, nó thông thương thế giới mà không ai cấm cả. Nhưng mà mình phải chủ yếu mình đi vào kiểm tra chất lượng. Cái thứ hai nữa là ưu tiên, nhất là đối với con giống thì ưu tiên những cái thời vụ mà mình sản xuất mình cần. Đấy thì nhập nhiều, Còn những thời vụ mà nó không nhiều lắm, trong nước sản xuất được nhiều rồi thì lại phải có cái hạn chế lại một chút để cho nó khỏi tạo cái dư thừa sau này cho cái sản xuất thương phẩm. Do đó, để kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu cũng như ổn định thị trường trong nước thì hơn hết phải có được hàng rào kỹ thuật để quản lý chặt chẽ. Ngành chăn nuôi trong nước được dự báo càng khó khăn hơn trong thời gian tới bởi hàng rào thuế quan được dỡ bỏ sau khi các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, trong khi giá thành sản xuất trong nước vẫn ở mức cao. Và trong tương lai gần, chúng tôi sẽ xây dựng những cái chuỗi liên kết, giá thành thịt lợn chỉ còn khoảng xung quanh 30.000. Thế như vậy là một mặt là chúng ta phải cải tiến kỹ thuật, thế về mặt khác ấy thì chúng tôi cũng phải đề nghị với các cơ quan quản lý nhà nước là tăng cường cái hàng rào kỹ thuật để khi lợn thịt các nước nhập vào Việt Nam phải đảm bảo chất lượng tốt, phải đảm bảo giá thành hợp lý và đặc biệt là không có những cái mang những cái sản phẩm nó có nhiễm độc, nhiễm bẩn, dịch bệnh các thứ vào Việt Nam. Thì như thế chúng ta cũng phải có một cái tâm thế là sẵn sàng cạnh tranh với sản phẩm thịt nhập ngoại. Song song với hạ giá thành thì các nhà sản xuất doanh nghiệp trong nước tất yếu phải nâng cao năng suất và đặc biệt là coi trọng chất lượng. Như vậy, việc nhập khẩu sản phẩm thịt ngoại cũng là xu thế chung để điều hòa thị trường mà người tiêu dùng đang được quyền lựa chọn tốt. Nó phải có giao thương, mình có nhập có xuất. Thì hay, chứ còn đừng nghĩ là mình cứ vào đây là ảnh hưởng lớn, không có. Kể cả cái ảnh hưởng lớn nhất là gà thì thực tế chỉ có gà công nghiệp. Gà công nghiệp bây giờ nó chiếm thị phần tiêu dùng của người Việt Nam cũng khoảng xuất chỉ 10% thôi. Mà chủ yếu nó đưa vào các bếp ăn tập thể và các cái sạn nhà hàng, chứ còn dân mình thì tiêu thụ vẫn là chủ yếu là con gà thả vườn. Cái sản phẩm thực phẩm của nước ngoài, nhưng mà nói chung thì cái sản phẩm của nước ngoài thì cái chất lượng thì nó đảm bảo hơn, nhưng vấn đề là cái giá thành nó vẫn còn cao. Nó chưa phù hợp với lại cái nhu cầu người dân với lại của gia đình Việt. Cho nên là cái thực phẩm Việt Nam vào siêu thị thì có một số các cái sản phẩm nó cũng đạt được cái tiêu chuẩn mà gần như ở nước ngoài, cho nên là vẫn có lựa chọn sản phẩm trong nước hơn. Đã thử nhiều về những cái mặt hàng khác nhau, về các loại thịt hoặc là ví dụ như là cũng gia cầm từ nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng mà cũng có lẽ là một phần là do cái khẩu vị của mình. Thứ hai là một phần là do cái sự cho cả cái quá trình đã dùng thử sản phẩm. Rõ ràng hiện nay, thịt bò đang được nhập khẩu nhiều nhất về Việt Nam, còn thịt gà và các sản phẩm chăn nuôi khác, con số vẫn chưa nhiều. Các chuyên gia đánh giá, Việt Nam vẫn là một thị trường tiềm năng tiêu thụ thịt lợn. Không những thế, thịt lợn còn có nhiều cơ hội để xuất khẩu. Do vậy, trong cạnh tranh, điều quan trọng nhất đối với ngành chăn nuôi là việc kiểm soát chặt chẽ hàng rào kỹ thuật cho cả tiêu dùng trong nước và nhập khẩu. Thi công lắp đặt hệ thống đường ống thoát nước và thu gom xử lý nước thải tại thành phố Đà Lạt là một dự án lớn, đóng vai trò quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu thoát nước, xử lý nước thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường cho thành phố Đà Lạt. Được thi công từ năm 2014 đến nay,